Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 2. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đến thăm tặng quà Tết các gia đình hộ nghèo tại hai xã Vân Trình và Lê Lai, huyện Thạch An. Tại các xã đến thăm, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Tô Vũ Lập đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc toàn thể cán bộ, nhân dân đón Tết đầm ấm, yên vui, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí mong muốn nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn, bảo đảm tiến độ dự án. Đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã tặng 50 suất quà từ quỹ vì người nghèo của tỉnh cho 50 gia đình thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Vân Trình và Lê Lai, huyện Thạch An, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Sáng 31 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận kinh phí do công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải hỗ trợ tặng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tập đoàn Trường Hải ủng hộ quỹ về người nghèo với mong muốn đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để người dân đón Tết vui vẻ, ấm áp. Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải là tập đoàn công nghiệp đa ngành. Từ năm 2017 đến nay, công ty luôn đồng hành cùng hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn ở các tỉnh, thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn sự quan tâm của công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trên lĩnh vực an sinh xã hội. Sáng 31 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại huyện Thạch An. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số cơ sở kinh doanh tại thị trấn Đông Khê. Qua kiểm tra cho thấy, một số cơ sở kinh doanh có hồ sơ kinh doanh không đúng với địa điểm kinh doanh, chứng nhận sản phẩm OCOP đã hết hạn sử dụng, thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Điều kiện vệ sinh khu sản xuất của cơ sở chưa đảm bảo quy định, chưa có kho bãi bảo quản nguyên liệu và sản phẩm. Khu vực chứa đựng hàng hóa không đầy đủ giá kệ để bảo quản cũng như bày bán sản phẩm. Đoàn kiểm tra đề nghị các cửa hàng, cơ sở sản xuất hoàn thiện các thủ tục pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng thời gian quy định, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An tăng cường công tác phối hợp thanh tra kiểm tra và kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn đối với các cửa hàng, cơ sở, đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chiều 31 tháng 1, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về công tác chuyên môn, giao cho các chi bộ phân công các đảng viên là những kiểm sát viên có trình độ nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong năm, thụ lý 667 tin báo tội phạm, cơ quan điều tra đã giải quyết 621 tin. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đúng hạn đạt 100%, ban hành yêu cầu kiểm tra xác minh 100% tin báo tố giác mới thụ lý. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, giải quyết các vụ án vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đảng bộ thường xuyên nắm diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho 100% cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức tự kiểm tra và trực tiếp kiểm tra tại hai chi bộ trực thuộc. Năm 2024, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện 18 trên 18 chỉ tiêu về công tác chuyên môn, thường xuyên tổ chức việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chỉ đạo các chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, lãnh chỉ đạo đoàn thể hoạt động có hiệu quả.
Nhân dịp này, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Đảng bộ Viện Kiểm sát tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ngày 31 tháng 1, đoàn công tác Sở Giao thông Vận tải đến đôn đốc kiểm tra các điều kiện đảm bảo vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng. Hiện nay, bến xe khách liên tỉnh có 237 phương tiện đăng ký kinh doanh tại bến, trong đó có 84 phương tiện chạy tuyến cố định nội tỉnh, 153 phương tiện chạy tuyến cố định ngoại tỉnh. Đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp các điều kiện kinh doanh vận tải khách và an toàn kỹ thuật tại một số xe tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện niêm yết giá vé, lịch trình, đường dây nóng. Bến xe khách liên tỉnh triển khai dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, xây dựng phương án sẵn sàng bố trí phương tiện khi lưu lượng khách tăng đột biến. Dự báo lượng hành khách sẽ tăng cao từ 100 đến 150% trong thời gian cao điểm từ ngày 24 đến ngày 29 tháng Chạp. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đề nghị bến xe và lực lượng thanh tra giao thông cần chủ động phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra về phương tiện và nhân lực trước khi xuất bến, không để tình trạng lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện, giữ gìn trật tự an ninh trong khu vực bến xe, bố trí đủ nhân viên phục vụ trong thời gian cao điểm. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiểm soát các xe ra vào bến, đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý, ngăn chặn kịp thời xe chở quá số người quy định, hàng hóa, dễ cháy nổ, hàng cấm, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán vé theo giá niêm yết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nâng ép giá vé quá mức phụ thu cho phép. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý bến xe cần căn cứ lưu lượng khách để triển khai bán vé và tổ chức bố trí xe, xếp khách một cách hợp lý, công bằng, có phương án chi tiết cụ thể, dự phòng phương tiện để điều động, không để bất cứ người dân nào lỡ xe trong dịp Tết. Sáng 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2024. Tháng 1 năm 2024, sản xuất nông nghiệp của thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 32 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thương mại dịch vụ trên địa bàn đạt trên 618 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ tăng giá, chống buôn lậu gian lận thương mại được tăng cường. Đến ngày 15 tháng 1, tổng thu ngân sách trên địa bàn được trên 4,3 tỷ đồng. Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai kịp thời, quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững. Nhiệm vụ tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã khẩn trương xây dựng kế hoạch thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất năm 2024 ngay từ những tháng đầu năm, triển khai thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu các phường xã, triển khai các biện pháp để tổ chức an toàn hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại các lễ hội xuân, đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 tại phố đi bộ Kim Đồng. Chiều 31 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê tông Tươi Tuổi Trẻ Cao Bằng, tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Thẩm Văn Dương, xóm Chi Phương 2, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa. Gia đình ông Thẩm Văn Dương thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân ông là người khuyết tật, vợ mắc bệnh hiểm nghèo mới qua đời. Hiện ông sống cùng vợ chồng con trai trong căn nhà cũ rột nát, không đảm bảo an toàn khi mưa bão. Được sự hỗ trợ của các đơn vị và nhân dân xóm, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 60m² với tổng trị giá 105 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê tông Tươi Tuổi Trẻ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Nam Phong, Quỹ vì người nghèo xã Vi Hải hỗ trợ 53 triệu đồng. Ngôi nhà được hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng là nguồn động viên khích lệ gia đình ông Thẩm Văn Dương tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ngày 31 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, người khuyết tật và học sinh tiểu học trên địa bàn xã Lê Trung, huyện Hòa An. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng 70 suất quà cho hộ cận nghèo, người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lê Trung. Mỗi suất trị giá 600.000 đồng, tặng 100 thùng mì tôm và 100 áo ấm cho học sinh trường tiểu học xã Lê Trung. Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo trao kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ trường tiểu học Lê Trung xây dựng công trình nhà vệ sinh. Những phần quà được trao góp phần chia sẻ phần nào khó khăn của bà con nhân dân và các em học sinh, giúp bà con đón Tết cổ truyền trọn vẹn đầm ấm.
Thưa quý vị, ở Cao Bằng, các loại đặc sản mà mọi người thường mua làm quà biếu trong dịp Tết thì có lạp sườn, miến rong, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, thịt trâu gác bếp. Nhưng mà để nói là mặt hàng nào bán chạy nhất thì phải nói đến bánh khảo. Mời quý vị cùng dõi theo phóng viên Hạnh Nguyên tìm hiểu về món bánh đặc sản của Cao Bằng qua phóng sự sau đây. Tết đang đến rất gần rồi và một trong những điều mà mọi người quan tâm lúc này đó chính là mua gì để làm quà cho gia đình và người thân. Chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng chợ xanh thành phố Cao Bằng để tìm câu trả lời ngay nhé. Mình thì mỗi dịp Tết Nguyên đán thì khách hàng thường hay mua các mặt hàng như lạp sườn, thịt trâu gác bếp, hạt dẻ, nếp hương bảo lạc. Nhưng mà một loại bánh không thể thiếu được trong dịp Tết đó là bánh khảo. Bình thường thì bánh khảo thì chỉ gói bằng giấy thường, nhưng đến mỗi dịp Tết thì có thêm hộp đựng để đi biếu, với cả có bánh xanh đỏ để thắp hương gia tiên. Mọi năm ấy thì những cái set quà biếu ấy thường chỉ là bánh kẹo này, rồi rượu, chè thuốc. Nhưng năm nay ở cửa hàng mình thì có đưa các mặt hàng măng, miến, nấm hương, rồi bánh khảo, lạp sườn vào những cái set quà đấy để cho mọi người vừa được biếu mang về để vừa phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Cận kề Tết của năm 2024 này thì là lượng khách có nhu cầu về bánh khảo thì nó sẽ tăng đột biến hơn so với những ngày thường, và đặc biệt là tại cửa hàng thì số lượng bánh khảo nếp ong Ngân Hà cũng là cái sản phẩm được bán nhiều nhất, với cái sản lượng một ngày có thể bán được 200 phong bánh khảo. Thì hiện tại thì là công ty Ngân Hà thì có 3 loại hình thức để đóng gói sản phẩm bánh khảo nếp ong. Thì là một, thứ nhất là theo truyền thống thì vẫn là một hộp này là 5 phong, và thứ hai là một hộp nhỏ này thì sẽ là 3 phong, có thể chia nhỏ ra, ví dụ như là theo một set quà thì họ có thể đóng bánh khảo nhỏ này với nấm hương, miến thì sẽ cái số lượng nó sẽ được nhiều hơn. Và cái thứ ba là đặc biệt nhất là đây là một sự nghiên cứu về cái bao bì mới của công ty Ngân Hà, là cắt thành từng miếng nhỏ cho vào hộp nhựa, thì khi mà du khách người ta đi dọc đường, đi tham quan, người ta có thể mở ra cầm những cái miếng bánh khảo đã được cắt ra như thế này để thưởng thức ngay dọc đường khi tham quan những danh lam thắng cảnh này. Và câu trả lời là Bánh khảo và lại bánh khảo. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với các xưởng làm bánh khảo để tìm hiểu xem công đoạn làm ra những chiếc bánh khảo thơm ngon này như thế nào nhé. Wow, thơm quá, chào các cô ạ. Các bạn ơi, hiện tại tôi đang có mặt tại cơ sở sản xuất bánh khảo Luyến Láng, một trong những cơ sở sản xuất bánh khảo rất là thơm ngon và được mọi người tin dùng. Các bạn có thể thấy không khí làm việc ở đây những ngày cuối năm đang rất là hối hả, và đây là cô Luyến, chủ cơ sở. Xin chào cô ạ. Rồi, cô chào các cháu. Dạ. Cô ơi, cô có thể nói cho mọi người biết là những ngày cuối năm này thì mình bán bánh khảo như nào ạ cô? Bánh khảo cuối năm này thì bận lắm cháu ạ. Bởi vì là khách đặt rất là đông khắp nơi miền Nam này, nào là Bảo Lạc, Bảo Lâm, vâng, ở tận Hà Nội này, vâng, tức là ở chợ đồn các tỉnh đều đặt nha, rất là đông, nên cô phải làm ngày làm đêm mới được tăng ga là mới được cháu. Khách bây giờ dục lắm mà không đủ khách, không đủ hàng để thế trả cô. Hôm nay cô cháu xin một ít thời gian trong lúc mình đang bận rộn như này, nhưng mà một ít thời gian để giới thiệu cho quý vị khán giả đang xem chương trình những cái công đoạn làm bánh khảo. Bây cháu hỏi cô là bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu phong bánh khảo trung bình ạ? Một ngày cô
một ngày thì cô phải xuất có lúc phải lên 2-3 nghìn một buổi sáng là cô phải xuất cho một khách ấy. Dạ. Có khách 5-6 nghìn cái, cho nên là nó số lượng rất lớn. Bảo rất lớn không biết. Và cháu nghĩ là cái tình hình này không chỉ ở riêng cơ sở sản xuất của cô Luyến đâu, mà là rất nhiều cửa hàng, rất nhiều xưởng cũng đang trong tình trạng là cháy hàng này, rồi là đang phải rất là hối hả để kịp hàng giao cho khách hàng, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì cô ơi, tại sao bánh khảo của Cao Bằng mình lại được ưa chuộng như thế? Nó là đặc sản Cao Bằng mà. Tất khắp nơi họ cũng đều rất là thích chuộng cái bánh khảo Cao Bằng mình. Vâng. Bởi vì nó là đặc sản rồi. Vâng. Thế nên là khắp nơi họ cũng để đến Tết đi, ai cũng muốn bánh khảo để làm quà Tết này. Vâng. Thường thường là mọi quý khách đều là rất là quý và rất là yêu thích cái bánh khảo Cao Bằng của mình ấy. Nói đến Cao Bằng là phải nói đến bánh khảo, đúng không ạ? Cao Bằng thì có bánh khảo và đặc biệt là vào dịp Tết. Đúng rồi. Thế thì như thế nào thì gọi là một chiếc bánh khảo ngon ạ? Đây cháu đang cầm trên tay đây. Như thế nào thì gọi là một chiếc bánh khảo ngon hả cô? Bánh khảo ngon thứ nhất là nó là phải là nguyên liệu nó là phải ngon. Dạ. Thì bánh nó mới ngon. Thứ nhất là gạo, tất cả các nguyên liệu đều ngon hết thì bánh làm ra nó sẽ lì dẻo và nó ngon, mềm và dẻo ngon lâu. Dạ. Nó để rất là lâu mà bánh vẫn ngon. À thế thì trung bình thì nếu mà để bao nhiêu lâu thì nó vẫn còn ăn còn có vị thơm ạ? Thí dụ như thường thường cứ phải cô như bọn cô là bảo như kiểu như bảo hành ấy, nó là được 60 ngày ấy. Sau 2 tháng là vẫn thơm ngon như thế. Ừ, vẫn ngon thế. Mà cái bánh của cô như thường thường các tức là mình cái khách hàng người ta phản hồi lại ấy, dạ. Thì nó là thường thường đến tháng 3 mà bà con mang đi ăn làm đồng làm gì vẫn ngon luôn. Vẫn ngon, đấy, vẫn dẻo. Cái bánh vẫn dẻo ngon. Vâng. Đấy. Đó, thứ nhất là nó là phải được nguyên liệu. Đầu tiên là đi đến nguyên liệu phải ngon. Gạo này, đường này. Vâng. Gạo của mình càng ngon càng ấy, trong gạo của Nếp Ong nữa càng ngon. Vâng. Của Bảo Lộc càng ngon. Vâng. Thế thì cô ơi, bây giờ là cô sẽ cùng giới thiệu cho quý vị khán giả những cái công đoạn để làm bánh nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi các công đoạn để làm ra một chiếc bánh khảo như này nhé. Để có được những phong bánh khảo thơm ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn. Và mỗi nhà lại có kỹ thuật làm bánh khác nhau. Chỉ khác đôi chút về tỷ lệ và nguyên liệu, bánh khảo cũng sẽ có mùi vị và chất bánh khác. Đầu tiên phải chọn loại gạo nếp, hạt tròn mẩy rồi đãi sạch. Tiếp theo là rang gạo, phải rang thật cẩn thận vì nếu rang chưa đủ độ chín thì bánh sẽ không đủ độ thơm. Sau khi rang xong, đổ gạo nếp đã chín cho vào cối xay thật mịn. Bột càng mịn, bánh sẽ càng ngon. Số gạo còn lại sẽ cho vào ống để nổ. Gạo nổ xong cũng mang đi xay. Được hai loại bột khác nhau, đó là bột rang và bột nổ. Ai đã từng thưởng thức bánh khảo truyền thống thì chắc chắn sẽ không thể quên hương vị ngọt ngào của loại bánh này. Đường dùng để làm bánh phải là đường phên thơm ngon, họ thường dùng đường phên phục hòa. Sau đó, họ xay cho đường nhuyễn để khi trộn vào bột mới tạo được độ kết dính cho hỗn hợp. Để bánh thêm ngon, thêm mùi, thường trộn thêm với nhân lạc, vừng hoặc thịt mỡ, vừng đen hoặc lạc đỏ, rang thơm, đem giã nhỏ. Muốn cầu kỳ hơn thì thịt mỡ lợn luộc chín, thái hạt lựu rồi đem ướp với đường kính. Như vậy, bánh khảo vừa có được hương vị thơm ngon của gạo nếp, bùi bùi của vừng lạc, vị ngọt của đường và độ béo ngậy của mỡ. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được. Trộn đều bột và đường với nhau, sau đó dùng chày chà qua chà lại cho bột ngấm đường và tơi xốp. Công đoạn này tốn nhiều công sức, phải làm đi làm lại, cho lên bột thì bánh khảo mới nên. Sau khi các công đoạn về bột đã xong thì mang bột nén vào khuôn. Nén bánh vào khuôn là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người làm bánh. Nếu nén mạnh tay quá, bánh sẽ cứng. Còn nhẹ quá, bánh lại dễ bị bở, vỡ vụn ra, không thành miếng. Việc cắt bánh phải làm ngay sau khi ép bột, bởi nếu để lâu, bột sẽ khô và khó cắt. Cuối cùng là gỡ bánh ra khỏi khuôn và dùng giấy trắng hoặc giấy màu để gói bánh. Bánh khảo có thể để được cả tháng cũng không mốc, không ỉu. Nó như một thứ lương khô của người Tày Nùng và trở nên gần gũi với người dân nơi đây. Với phong tục đón Tết cả tháng đầu xuân, Tết chỉ hết khi trong nhà không còn bánh khảo.
Vào dịp Tết, người dân Cao Bằng thường xếp nhiều chồng bánh khảo bên cạnh những cặp bánh chưng trên bàn thờ. Món đầu tiên gia chủ mời khách là bánh khảo, vừa để bày tỏ lòng mến khách, vừa để khách được thưởng thức hương vị của thứ bánh truyền thống. Bánh khảo cũng là món quà biếu khách khi lên thăm Cao Bằng hay gửi cho những người con xa quê. Đôi vợ chồng mới cưới ngày đầu về thăm ngoại, ngoài quà lễ thì cũng không thể thiếu món bánh này. Món bánh có sự kết hợp của bột gạo nếp tượng trưng cho đất mẹ, mùi thơm lừng từ lạc mang ý nghĩa hòa hợp, đoàn kết và vị ngọt của đường phên mang đến sự ấm áp cho một năm mới. Bánh khảo không chỉ là một loại bánh mà nó còn là hương vị ngày Tết của truyền thống dân tộc ta. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, không đốt đổ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí. Công điện nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, sẽ diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhất là ở các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các lễ hội truyền thống, lễ hội tín ngưỡng, lễ hội tôn giáo thu hút đông đảo chức sắc, tín đồ và nhân dân tham dự. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không đốt đổ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao dài hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, thờ tự. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong tháng 1 ước đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn đăng ký mới đạt trên 2 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong tháng 1 ước đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vốn đăng ký mới đạt trên 2 tỷ USD và tăng tới 67%. Đây được xem là điểm sáng của nền kinh tế ngay từ đầu năm và cũng là tín hiệu tích cực cho thấy dòng vốn FDI sẽ tiếp tục bứt phá trong năm nay. Việc Việt Nam thúc đẩy phát triển các lĩnh vực đầu tư mới, giá trị gia tăng cao như công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư ngoài nước. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO cho thấy gần 57% doanh nghiệp nước này cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Tháng 1 vừa qua, vốn giải ngân cũng rất khả quan, đạt mức 1,48 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng được duy trì là cơ sở để kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục khởi sắc trong năm nay cả về số lượng và chất lượng. Từ ngày 12 tháng 2 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục, trước đây là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, theo quy định tại Thông tư 27/2023. Tại Điều 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thành lập. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Việc lựa chọn sách giáo khoa dựa trên các nguyên tắc, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục. Mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai minh bạch vì quyền lợi của học sinh. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chỉ trong vòng 8 ngày rét đậm rét hại vừa qua, tính đến sáng ngày 30 tháng 1, đã có 643 con gia súc bị chết, chủ yếu là trâu bò. Trong đó, những địa phương có gia súc chết rét nhiều như Cao Bằng 261 con, Lạng Sơn 158 con, Nghệ An 100 con. Các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình có số gia súc chết rét chỉ từ 4 đến 3 bầy con tùy địa phương. Để chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển, tăng sức đề kháng nhằm chống rét.
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm đạt 29,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 384 triệu USD. Đó là nội dung chính trong một con số hôm nay. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan công bố trong kỳ 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, cán cân thương mại hàng hóa đang thặng dư 384 triệu USD. Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm đạt sấp xỉ 29,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị tăng 1,24 tỷ USD. Trong số đó, xuất khẩu tăng 3,3%, tương ứng 488 triệu USD. Báo cáo của Hải quan cũng cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là 20,49 tỷ USD, tăng 0,9%, tương ứng 174 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 9,3 tỷ USD, tăng 12,7%, tương ứng 1,05 tỷ USD so với cùng kỳ. Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa đạt trên 15 tỷ USD, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 1,6%, tương ứng 174 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023 và chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam đạt 14,7 tỷ USD, các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 0,2%, tương ứng 16 triệu USD so với cùng kỳ và chiếm 64,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Thưa quý vị, với tỏi sống, mọi người chỉ cần ăn ít nhất 2 tép tỏi mỗi ngày và duy trì thường xuyên là đủ để có tác dụng giảm huyết áp. Tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, trong tỏi còn có hợp chất acylin. Acylin mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có hạ huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên có thể làm giảm từ 7 đến 9mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu và từ 4 đến 6mm thủy ngân đối với huyết áp tâm trương. Nếu không thể ăn tỏi tươi thì bột tỏi là lựa chọn phù hợp hơn. Nghiên cứu cho thấy dùng khoảng từ 600 đến 900mg bột tỏi mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp từ 9 đến 12%. Có rất nhiều cách đưa tỏi vào chế độ ăn hàng ngày. Với tỏi sống, mọi người chỉ cần ăn ít nhất 2 tép tỏi mỗi ngày và duy trì thường xuyên là đủ để có tác dụng giảm huyết áp. Theo các chuyên gia, để dễ ăn hơn, hãy nghiền tỏi trộn với một thìa mật ong hoặc dầu ô liu hoặc bổ sung tỏi hàng ngày bằng cách uống dịch chiết xuất tỏi ở dạng lỏng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm khả năng mắc bệnh và tăng tốc độ phục hồi bệnh, tăng cường sức đề kháng khi dùng hàng này. Tuy nhiên, ăn quá nhiều tỏi có thể gây hôi miệng và huyết áp thấp, vì vậy nên ăn từ 2 đến 4 tép tỏi mỗi ngày. Ngoài ra, nếu việc tiêu thụ tỏi sống làm dạ dày khó chịu, nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn tỏi ở các dạng khác nhau, bao gồm tỏi acylin, chiết xuất tỏi, tép tỏi và các chất bổ sung cũng có thể mang lại một số lợi ích tương tự. Bên cạnh đó, những người đang dùng một số loại thuốc nên thận trọng vì tỏi sống có thể phản ứng với một số loại thuốc. Do đó, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng tỏi để kiểm soát huyết áp, đặc biệt là người đang uống thuốc trị huyết áp hay đang có bệnh tiềm ẩn. Chương trình Cao bằng ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.